vớ vẩn. Em nói thiệt với anh nha, cái chương trình này là một cái chương trình lừa đảo, em hiểu không? Đó, nên chị ơi, rút kinh nghiệm. Nhưng mà Minh ơi, Minh tự nhiên phải có những chuyện, tự nhiên phải tới chương trình là chương trình lừa đảo. Tất cả mọi lập luận nó đều không thêm một cái logic nào nữa. Anh hai nghe em dặn nè, sau này dù mình có lớn tuổi cũng đừng có chuyện mệt mỏi vậy, nghe chưa? Em nghĩ gì vậy cưng? Dạ lo, em đang lo. À không, cũng mày đang nói tao hả? Chứng tỏ cho các em ấy, dù sao đi chăng nữa chúng ta sống lâu trong ngành nghề này chúng ta cũng có một chút kinh nghiệm. Mình giống như mình mới ký được cái hợp đồng gì vậy? Nói chung là anh có thấy nhất miệng nhưng mà anh không hiểu tại là chỉ có một mình anh thấy là anh không biết tại sao thôi. Tại vì người ta yêu thương anh. Đúng rồi. Ta biết đập là một con khen của anh. Có khi nào là cái bà mà mình lấy từ Thu Minh, con Ngân biên tập. Đúng rồi. Phải không? Có bà ngày xưa. Đúng rồi. Bà biên tập không phải tên là Ngân mà tên là không, Trâm Anh là bộ cũ. Không phải em. Cô mẹ fan. Đúng rồi đó, con mẹ fan năm xưa. Đó lý do bây giờ sao? Là mới tuổi con Ngân trà trộn như Điện Quân làm. Mà còn hôm nay có chuyện Thu Minh nữa, bá tước. Đúng rồi. Bá tước đúng ngay chị luôn. Cho bà thấy đó. Mông không cho thấy cái mặt. Thôi. Bởi vì anh Trường nói rằng là những người cổ họng bự là hát hay, và chị nói rằng cổ họng chị đâu có bự đâu. Anh Trường Dược nói rằng là bởi vậy anh đâu có nói em hát hay. Em nghĩ rằng là anh Trường, anh nói bạn này hát Không hay thì em xin nói bạn này hát hay. Nói ngược lại với anh Trường. Đúng rồi. À là vậy thôi đó hả? Chỉ vậy thôi đó. Mà diễn giải vậy à? Mà chào anh. Hai anh, Thắng Nghĩa. Dạ chào chị. Ủa nó nghe nè, bình thường ngày xưa em có biết là nữ hoàng chân đất Khánh Ly, sao tự nhiên bữa nay giờ có nữ hoàng chân đất Thu Minh nữa? Ủa sao lúc đầu nói là không có quay mà bây giờ nói ra vậy là quay hết cái chân tôi rồi hả? Có hết chị ơi. Dễ gì thoát được mấy đứa hài. Rồi anh Lam Trường. Hai Thành. Hai An. Bữa nay anh mập giống em rồi. Hôm nay anh thấy là anh với Thành giống nhau rồi đó. Không, nhưng mà anh rất đẹp, anh luôn luôn đẹp thiệt. Em nhớ là anh lớn tuổi nhiều hơn mấy bạn ở đây ấy nha. Trời ơi, chắc anh nghĩ là anh lớn tuổi hơn nhưng mà nhiều thì không biết. Em đúng rồi, lớn nhất ở đây là anh lớn nhất đấy. Nhưng mà nhìn anh em thấy đồng trang lứa lắm. Dạ. Mặt nhìn rất là bao nhiêu năm vẫn đẹp vẫn trẻ. Để anh nhìn Minh cái đã coi. Không, mình nói thật. Dạ. Mình nói hết hồn. Anh mắc cười đó nha. Em tưởng anh Lam Trường đây. Để anh nhìn Minh cái coi. Đúng rồi. Anh nhìn Minh cái coi. Ừ, sao Minh em lớn tuổi vậy đi. Nhưng mà mình cũng biết là cứ anh với Minh là chơi chung nhóm với nhau. Hồi xưa là anh em cùng nhau chạy xe mô tô luôn. Rất là man lắm. Có một cái câu chuyện mà rất là dễ thương. Minh đã từng giả làm bồ của ông này để giải vây cho ông này. Trời ơi. Tại sao vậy? Bình thường là khi mà hát xong là tất cả mọi người các cặp. Ông này ông cũng có một cặp ha. Nhưng mà người yêu của ông này rất là hiền. Thì bình thường á, là xong xuôi là gọi nhau đi ra cùng đi ăn. Thì ông này ông nói chết rồi anh chưa đi được Minh ơi. Fan vay. Anh bị một fan hâm mộ cuồng nhiệt đợi em hát xong là hốt trọn ổ ông đó. Trời đó ơi. Cái cô người yêu của anh lúc đó thì cũng quá hiền. Kêu nay bây giờ sao anh không biết à? Dễ lắm anh, để em. Trời ơi. Hai anh em bắt đầu biết mình đi sao anh ha. Đó nắm tay vậy nè đó. Xong rồi đi ra đó, tình tứ đi ra gặp cái người fan đây đó. Đây là chạy nước biển nè. Đó, gớm quá nó gớm anh ơi. Đúng chị làm gì? Đó, nó thật cơ. Ê, anh, hình như có gì nó không bình thường. Em, con chào cô, cái này bạn gái của anh là sao? Cái mũi, cái gái của anh hả? Cô nghe anh vẫn còn thích tôi à? Anh đã quen một cái cô bằng tuổi tôi chứ gì? Không, tại vì biết sao anh. Với một cái người vóc dáng nhỏ và thanh mảnh như thế thì thường là chiếc giọng nó sẽ là dạng như giọng kim, cao. Và nó sẽ... Vậy là ý anh nói em đó hả anh? Anh nói em đó. Không, chị tròn rồi chị. Khi bạn hát một nốt thì cái nốt ấy rất là thấp và trầm và có vẻ như không có đủ lực. Mình... là mình không có đi theo số đông. À, không có đi theo số đông hả? Đúng rồi. Nãy giờ số đông là nói là dở rồi đó. Chính vì như vậy cho nên rằng là chị quyết định không có nhận xét giống như ở bên đội bạn. Chứ còn thực sự chị cũng chưa có biết là hay là không có biết đúng không? Đúng rồi. Quang Trung em có nhìn ra được điều gì không? Em nhìn chị Minh em quên luôn mọi thứ em. Rồi. Dạ. Mình phải bình tĩnh. nha. Trong bất kỳ một trường hợp nào đó mình không có sổ sàng và không có dạ, ai hiểu ý kiến chị Minh là ơn giùm em. Em hiểu. Sau những gì chị Minh dặn dò thì em kết luận là em không biết. Em không biết gì cả đúng không? Dạ. Em không hiểu cái đuôi đến mắc mới. Cái đuôi đến cái đuôi á, nó giống như là một cái cột của ngôi nhà vậy đó. Cái đuôi mà to và thẳng á thì nó cái cột nhà nó mới chắc mới vẫn được. Anh ơi bây giờ nó qua cái giọng cả anh thì luôn à. Anh nói thật. Rồi đứng lên coi, Quang Trung đến lên coi nè. Quang Trung hậu còn nghe không tốt rồi. Người ta gọi em là vô hậu. Dẫn ngược lên trên cái khẩu hình của bạn ấy là lúc bạn ấy nhét miệng thì anh thấy nó có cái độ kỹ thuật nha Minh, để nha. Có ngưng giọng, bằng ngưng hàm. Em nói thiệt với anh nha. Cái chương trình này là một cái chương trình lừa đảo, em hiểu không? Đó, nên chị ơi, rút kinh nghiệm. Nhưng mà Minh ơi Minh, tự nhiên phải có những chuyện, tự nhiên phải tới chương trình đó, chương trình là chương trình lừa đảo. Nhưng mà có những chuyện có thể giả được, nhưng mà riêng về kỹ thuật, về cái độ tự nhiên không thể nào giả được. Là anh nghĩ là bạn này hát được. Hát được. Anh có biết tại sao mà em cứ bị người ta hiểu lầm như thế không? Dạ. Chị phải bảo là về cắt mắt đi. Vẫn cắt mắt này chị. Vẫn là con mắt của em. Con mắt của em người ta không có nhìn ra được, nhận định ra được cái thái độ của em như lúc nào, bởi lúc nào em cũng đờ đờ này. Bây giờ anh đề nghị nha. Khi em nói chuyện với mọi người em nhắm mắt đi. Theo em bạn này hát hay ạ. Em thương nhỉ. Em à, em coi thường mọi người đấy à? Hả? Em nói chuyện với chúng tôi mà em không nhìn chúng tôi. Hát không hay. Ok, chạy đi. Vui luôn. Thôi được rồi, bây giờ mọi người cùng đồng loạt nhé, 6 người. 1, 2, 3. Không, 2. Cái người mà đứng giữa là luôn là để cho mọi người có cái sự chú ý tới cái bạn đó, không? Thì thường là muốn mọi người chú ý thì tức là hay là ăn quả lừa. Anh ơi, cổ em có to đâu. Thì đâu ai nói em hát được đâu. Thấy cái câu cuối cùng của bạn có chút xíu rung. Có thể là có hai giả thuyết, với cả thêm một cận có thể bạn là một dancer chuyên nghiệp. Thân hình mũm mĩm như thế làm sao mà nhảy cho nổi. Bạn này không. Không, dancer với bạn mà nhảy dân gian đấy. Bạn này là cái da đen sơ thôi chứ không qua cái đen sơ đâu. Nhưng mà cái cách phát âm thì thấy rằng là cũng rất là có một cái sự sửa soạn trong cái khẩu âm. Anh nghĩ là những cái gì mà mình nói rất chính xác. Ok, anh em bắt tay gắt không? Yes, hãy chứng tỏ cho các em ấy. Rồi sau đi chăng nữa chúng ta sống lâu trong ngành nghề này chúng ta cũng có một chút kinh nghiệm. Mình giống như mình mới ký được cái hợp đồng gì. Nói chung rằng là mình cũng là tiền bối của các em, ít nhiều mình cũng có chút kinh nghiệm đúng không anh? Em áo trắng, nói nhanh chị. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bạn áo đỏ. 1, 2, 3, 4, 5. Bạn áo đen. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, ok. Em áo trắng, em thích nhạc gì? Dạ, em thích nhạc chị. Bạn áo đỏ, em thích nhạc gì? Nhạc chị. Bạn áo đen. Em cũng thích nhạc chị. Cũng thích nhạc chị luôn, đúng không? Rồi bây giờ, bạn áo đỏ, em nói chị một câu là. Là. Rồi, cố gắng. Rồi. Bạn thôi, không cần. Hết giờ. Trời ơi, và Thu Minh có tranh thủ, có luyện thanh cho mấy đứa nhỏ ở đây luôn. Rồi em là cũng hỏi rồi đúng không anh? Hỏi rồi đấy Trung. Mình cũng chưa kịp biết gì luôn. Mình mới ngủ dậy mà. Mà mình có bao sân có làm hết có cân tim luôn. Chứ cái nữa thì sao không? Nếu mà nói công bằng, em là người hát hay nhất trong số những người hát giờ của ngày hôm nay. Trời. Chị nghe rồi hả chị? Đúng. Tức là em chỉ hát cao độ vớ vẩn thôi. Em ta hát hay nhất trong cuộc chơi ta hát vớ vẩn. Cao độ vớ vẩn. Mình từng yêu thương đến thế, ở lại hay ra đi sẽ chẳng làm trái tim đổi thay. Dặn lòng ta không yếu đuối, nhìn lại trong giây phút cuối để nỡ cất bước xa đi. Giờ này anh đang bên ai, một bờ vai trao cho ai, liệu rằng có bao niềm vui. Nhẹ nhàng đôi câu nói rồi, vài lời yêu thương đắm đuối để xóa hết chút nghi ngờ. Ở ngay vị trí trung tâm, đó là vị trí gọi là gì? Thông thủy. Thì anh vẫn bảo luôn cái ý kiến của anh là anh nghĩ là bài hát hay. Đợt này cảm nhận rằng là cô này cố hát được, có thần thái. Rồi bản thân mình đang nghi mình sẽ nghĩ ngược lại là hát hay, nhưng không, nó dở thiệt. Nhẹ nhàng đôi câu nói rồi, vài lời yêu thương đắm đuối để xóa hết chút nghi ngờ. những tháng năm yêu mềm, giờ em